Ôi, mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình vừa mới xả tàn cho mấy cây hồng ngọc chim này các bạn. Đó thì cũng có một đống nhánh ở đây. Đó. Nuôi thả nó lên lẹ quá các bạn, nó lên mà nó vươn nhánh dài quá, thì hôm nay mình xả đi để cho nó bo cái tàn nó lại để cho cây nó ra khỏe. Chứ nó lên cao quá thì nó không có đẹp với cây. Đó, có những cây nó cứ vươn dài quá thì các bạn cứ phải xả đi để cho nó nhân nhánh. Thứ nhất là nhân nhánh, thứ hai nữa là cái cây nó lùn, nó thấy nhìn nó đẹp. Chứ còn nó cao quá nó cũng gục cái nhánh xuống rồi các bạn. Thử ra phải xả. Đó, thay vì chiết nhưng mà cũng làm biến quá. Nên thôi mình xả, mấy cái này là chiết là ngon lành rồi các bạn. Sau này xuống thì nó sẽ có một số cây làm chơi, nhưng mà mình làm biến quá nên mình xả luôn. Thì xả để dâm. Đó, mấy cái này giờ mình cứ cắm đại các bạn. Nó cắm này rồi nếu mà nó lên đó thì lên, còn không có thì bỏ. Chứ còn nếu mà dâm thì hiệu quả nó ít lắm. Nhất là mấy cái nhánh non vậy nè. Đó, các bạn thấy mấy cái nhánh nó về mình phải xả hết rồi các bạn. Đang ra nụ ra bông mà vào mùa mưa này mình cũng không nên chơi, xả bỏ. Thì bây giờ mình ở trên này nó non quá, mà mình để mình phơi thì nó sẽ bị teo các bạn ạ. Nó teo nhánh, nó hư. Tại vì mấy cái nhánh thường thường mình dâm là phải dâm mấy cái nhánh già. Mấy cái nhánh non thì nó yếu lắm. Cắt bỏ trên ngọn đi nha các bạn. Nó như vậy là cái nhánh vậy nó cũng vẫn là non rồi. Thì giờ mình sẽ soạn lại mấy cái nhánh nào lớn lớn thì mình để mình dâm. Còn cái nhánh nhỏ thì bỏ đi các bạn. Dâm thì nó không có hiệu quả bằng mình chiết đâu. Đó, cái khúc trên này nó non quá, nè, cắt bỏ đi. Nếu mà để cái ngọn nó thì nó sẽ teo cái cây đi các bạn, yếu lắm. Non quá mà. Mình cắt xéo xéo cái chỗ mắt lá nè. Chỗ nào nó dày dày mắt lá thì mình cắt. Có nhiều cái các bạn thấy nó vừa rồi mình nuôi thả nó đó, mình vô phân cho nó nhiều quá nó lên này. Cái cây nào mà nó vô phân nhiều là nó cái nhánh nó mắt lá nó thưa đó. Còn cây nào mà nó bị cho nhìn đói đó, nó yếu nó không có phân đó, thì cái mắt lá của nó dồn lại nhau, nó sát lá mắt lá đó. Rồi giờ mình đã sẵn hết cái đống này để mình coi cái nào mà xài được thì mình để mình dâm, còn nào không được thì bỏ đi nha các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, mình lấy mớ thôi các bạn. Còn trong này cũng đống cũng nhiều lắm. Thôi lấy ít thôi. Đó, mình lấy hồng này mình dâm chơi các bạn nhé. Coi có được cây nào nó lên thì chơi, còn không có thì bỏ. Đây thì bây giờ mình phải quấn cái bọc liền cho nó nha các bạn nhé. Để cho nó không có bay cái hơi nước đi đó các bạn. Đó, quấn cái bọc liền cho nó. Cắt lại đi một lần nữa cho nó sạch sẽ rồi. Đó, mình lựa mấy cái nhánh già già để mình dâm chơi các bạn ơi. Còn mấy nhánh non nhiều lắm mà bỏ đi hết rồi. Mà chiết thì chiết được mấy cái nhánh non, chứ còn cái nhánh già này thì dâm là phải dâm mấy cái nhánh già. Đó, mình cứ lấy cái bọc mình cột thúng nó lại để cho nó đừng có mất nước đó các bạn, để nó đừng bay cái hơi nước ở trong cái thân này đi. Thì mấy cái nhánh này mình mà để ở ngoài vài bữa là nó teo tóp lại hết rồi. Đó, cắt lại một lần nữa cho nó ngay ngắn đi. Thank you.
mấy cái cây này mà mấy cái nhánh này mà mình có xiên mà chiết thì nó cũng được nhiều lắm đó các bạn. Mà tại vì biển cho nên mình xài cái này, nói chung ra làm chơi chơi vậy để làm thôi chứ mình chỉ để mình chia sẻ thôi chứ còn thì cũng chẳng còn chỗ nào trồng nữa các bạn ạ. Đó thì mình mới nè, rồi mình phơi một tuần lễ nha các bạn nhé. Rồi có gì tuần nó khô rồi bắt đầu mình trồng. Đây gần như mới, cái này là bỏ đi nhỏ không à. Rồi mình đem vô mình để cho nó khô đi nha các bạn nhé, trên cái ngọn nè, chỗ mình cắt trên ở trên để cho nó khô đi, rồi mình bôi keo mỹ tiến vô nha các bạn, bôi vô để cho nó đừng bị teo ở đầu, với lại nó bít được cái mặt cắt này nè, nó không có bay hơi bay nước đi mấy nha các bạn nhé, tại vì cái mấy cái nhánh non này nè nó để mà một tuần lễ sợ là nó teo trên ngọn lại mà khô nó bay hơi nước đi nó teo trên ngọn lại á. Thì ở bên dưới này mình bịt cái bọc ni lông rồi, còn bên trên này thì mình bôi keo mỹ tiến vô nha các bạn nhé. Đó, để cho nó bít cái mặt cắt luôn. Nếu bôi liền thì mình các bạn lấy giấy thấm các bạn lau đi rồi bôi, còn không để cho nó khô đi rồi bôi nha các bạn nhé. Rồi để nó ở đây một tuần lễ 10 ngày sau mình trồng lại. Rồi các bạn ơi, mình phơi được 10 ngày rồi nè các bạn. Thì các bạn thấy không, mình bó nó lại ở dưới này. Đó là nó kín, nó không có thoát nước đi được nha các bạn nhé. Ở trên này thì mình bôi keo. Đó, cho nên cái đầu này nó không teo mà nó không có thoát nước từ trong cái thân này ra. Đó, nên là cái mấy cái nhánh này nó cũng còn non nè các bạn. Chứ nó cũng chưa được già đâu. Nhưng mà mình bít đầu bít đuôi nó lại thử ra nó không có thoát nước đi được đó, cho nên nhánh nó vẫn khỏe nha các bạn. Thì hôm nay được 10 ngày rồi. Đó. Thì hôm nay mình sẽ trồng nó xuống. Mà cái này trồng xuống á, thì các bạn để ý kỹ mình làm nha. Thì mình sẽ bó nó thành một cục luôn. Mình trồng với lại cái chất trồng khô nha các bạn nhé. Nè, khô. Nó chỉ có hơi ẩm thôi chứ không có phải là khô lắm, nó hơi chỉ có hơi hơi tí xíu thôi các bạn. Không có ướt tay tí nào nha. Để cho nước nó không có nước nó ngấm đây, nó chỉ có cái hơi ẩm thôi nha các bạn nhé. Thì mình sẽ bó lại ba bó, mình trồng vô ba cái ly này. Đó, mình bó thành cục vậy nè các bạn. Thì bây giờ là trước mắt á, là không biết là nó phát triển nổi hay không thì mình chưa biết, nhưng mà bây giờ trước mắt là mình cứ nó có hiệu quả hay không thì mình không biết nha các bạn. Bây giờ mình cứ bó nó lại đi rồi mình trồng, để nếu mà nó mai mốt á, nó được cái nhánh nào ra rễ thì mình lôi ra mình trồng sau. Đó, lúc đó mình mới đánh ra nha các bạn. Bây giờ là mình đó cái chất trồng khô xuống nữa. Cái trồng nó nằm nửa cái ly nè các bạn. Cho nó sâu sâu chút nha. Rồi bắt đầu mình cho chất trồng vô. Các bạn nhớ nha, chất trồng nó chỉ có hơi ẩm một tí xíu thôi nha. Đừng có ẩm quá. Dâm mấy cái nhánh này không phải là dễ đâu các bạn, khó lắm. Bởi vậy nó mà bây giờ mà tưới nước vô là thua, nên là cái đũa này ngắn quá rồi, chắc mình cắm cái cây ấy để mình chụp cái bọc nó lại các bạn, để nó giữ cái độ ẩm ở trong chất trồng. Đó thì mình lấy cái cây mình cắm luôn nè các bạn, tại vì lúc mà cái này để mình chụp bọc nha các bạn nhé. Tại lúc mình chụp cái bọc thì nó sẽ hấp hơi nước. Mà nó hấp hơi nước đó là cái hơi cái bọc mà nó dính vô cái đầu của cái nhánh này là các bạn, thì nó hay bị thối lắm, cho nên là mình phải lấy cái bọc
mình cắm cái cây cho nó cao hơn mấy cái nhánh này các bạn, cho vô đó để cho nó. Mình chuồng cái bọc để làm gì các bạn? Để cho cái hơi, cái chất trồng nè, nó có cái độ hơi ẩm thôi, nó không có thoát nước đi nha các bạn nhé. Nó sẽ giữ cái hơi ẩm nó hoài hoài cho đến lúc mà cái cây nó đâm tược, nó phát triển luôn nha. Thì mình cũng lấy cọng thun rồi các bạn. Đó, thì nó sẽ kín. Cái cây này nó cao hơn mấy cái nhánh này các bạn, để nó đừng có chịu vô cái mấy cái nhánh nha các bạn nhé. Tại vì nó sẽ hấp hơi, nó sẽ hấp nước. Đó, thì mình sẽ trồng vô mỗi cái một bó vậy nè. Đó, các bạn thấy mình quấn cái bọc vô nè, xong rồi bên trên này nó không bị teo, không bị mềm nha các bạn nhé. Nếu mà phơi 10 ngày mà mình không có bôi keo vô cái đầu này nè các bạn, và cái đầu chỗ này nó mềm, tại mấy cái nhánh này nó còn non lắm. 2, 4, 6, 8 nhánh. Cái ly ở bên dưới này là mình cũng khoét lỗ nè các bạn nhé. Ví dụ như mai mốt mà mình chẳng hạn như được 1-2 tháng mà mình thấy nó không có bị thối hư các bạn, thì các bạn nhúng nó vô chỗ nước, nhúng tới đây thôi, thì nước nó bắt đầu nó sẽ đưa lên, nó hấp hơi, nó rút cái nước lên, nó chỉ có chất cái độ ẩm thôi. Tại vì cái cây mà nó chưa có lá thì lá nó chưa ra, thì nếu mà mình đưa nước lên nhiều quá thì nó rất là nguy hiểm nha các bạn nhé. Nó không có đưa nước lên được đó, để nó trước mắt là những cái cây mà không có lá thì nó chỉ cần cái độ ẩm thôi, hơi ẩm thôi là nó đủ sống rồi. Còn nếu mà cho lá nước nhiều quá là nó sẽ không đưa nước lên được, là nó sẽ giữ nước ở đây rồi nó làm thối cái chỗ mà mình cắt nha các bạn. Đó, lưu ý về cái chuyện đó. Còn dâm này thì nó cũng hên xui các bạn ơi. Chẳng hạn như nhiều cái mình dâm 10 nhánh mà nó sống chắc được chừng 2-3 nhánh là cũng là nhiều lắm đó. Không thôi là một nhánh, còn không thôi là thúi hết đó các bạn. Những cái nhánh non mà mình mà cho nước vô là nó thúi hết luôn đó. Đó, thì sợi dây thông mình cột lại là nó kín lại nè. Đó, trên này mình cho nó rộng rộng ra. Rồi các bạn ơi, thì mình dâm vô 3 cái ly này, thì mỗi ly là mình dâm 8 cái nhánh nha các bạn nhé. Rồi để coi từ từ rồi sau này nó phát triển sao. Bây giờ là cái chất trồng nó là hơi ẩm vậy thôi nè các bạn. Đó, thấy không, khô rang cái tay luôn nè. Đó, thì nó sẽ giữ cái độ ẩm trong này, mà nó sẽ hấp hơi lên, mà nó sẽ làm mát cây đó các bạn, nó không có bị khô. Chứ còn nếu mà cái này mà không có trùng mọc vô á, là nó sợ mình để lâu ngày các bạn, nó sẽ khô những mấy cái ngọn này. Mà nó khô thì nó sẽ không có đâm tược được đâu nha các bạn. Thì lúc mà nó đâm tược là không phải nó ra rễ đâu. Đó, nó nhờ cái hơi hấp nước nó ra, nó đâm tược. Nhưng mà cái tược đó nó ra rồi thì bắt đầu nó mới ra rễ nha các bạn nhé. Khi nào mà thấy lá của nó phát triển, lá của nó lớn mà nó xanh bóng ra rồi là lúc đó nó mới có rễ nha các bạn. Chứ còn rễ nó lâu lắm, khoảng 2 tháng, khoảng hơn 2 tháng nó mới ra rễ các bạn. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Để coi rồi nó phát triển rồi mình sẽ cập nhật tiếp cho các bạn xem nhé. Đó. Rồi cây nó phát triển hiệu quả ra sao rồi mình sẽ đăng tiếp ở phần sau cho các bạn xem nhé. Rồi mình sẽ đăng tiếp phần 2, phần kế tiếp lên. Đó, giờ các bạn nhớ đón xem phần 2 nha các bạn nhé.
Rồi, mình xin chào tất cả các bạn.